Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Tuấn Long Vlog. Hôm nay thì em Long xin giới thiệu cho tất cả các bác một chiếc tủ lạnh của Panasonic, model mới ra mắt trên thị trường, đó là NR-BV331CPKV mọi nhé. Đây là một con tủ lạnh mà có ngăn đá phía dưới và là model mới nhất có mặt trên thị trường năm 2022 này. Và hiện tại đang là tháng 12 năm 2022 thì nó mới ra mắt model này mọi nhé. Còn các bác nào mà mua từ thời gian trước thì nó không có đâu. Đây thì em đang có con tủ ở thứ hai mọi nhé. Thứ hai ở từ bên ngoài vào. Con tủ có màu đen, ngăn đá phía dưới. Chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu vài phút video về dòng tủ lạnh này. Hy vọng là các bác nào xem được video của em Long mà thấy video của em hữu ích thì đừng quên là cho em Long thêm một nút đăng ký kênh để ủng hộ em trong các video mới nhất các bác nhé. Đấy, xin cảm ơn mọi người. Các bác có nhìn thấy là khu vực bên em đang có rất nhiều các mẫu tủ của Panasonic ở đây, kể cả các model năm 2021 đến 2022 đều có. Và những cái model này thì đều là model mới nhất trên thị trường. Con tủ của bác sang xem đây thì các bác ký hiệu thì các bác cứ xem ở góc này giúp em nhé, thì nó sẽ chính xác nhất. Ở trên cái tem năng lượng này nó chỉ thể hiện là NR-BV331C thôi. C cái đuôi đằng sau là PKV, nó không thể hiện, nó chỉ là C thôi nhé. Còn những cái mẫu khác ví dụ như là nó chỉ thể hiện đến đuôi G thôi. Đây 331G. Và đây là 331C. Những đuôi đầy đủ của nó sẽ là CPKV, có làm đá tự động rồi nhá, có làm đá tự động. Với con này thì dung tích tổng của chúng ta sẽ là 300 lít. Dung tích tổng 300 lít, dung tích ngăn mát cộng với ngăn đông mềm, con này có đông mềm rồi nhá, là 203 lít ở phía trên. Và ở phía dưới chúng ta là ngăn đông với 97 lít. Thiết kế mặt bên ngoài thì là thiết kế màu sơn tĩnh điện và có một lớp giả gương như thế này. Sơn tĩnh điện giả gương các bác nhá. Đây. Không có dán gương nhưng mà phun màu giả gương, các bác có thể soi được em ở trên gương nhé. Công suất tiêu thụ điện của con này thì rất nhỏ, chỉ rơi vào là 76 W trên 1 giờ thôi. Tổng dung tích 300 lít, hàng của Việt Nam, xuất xứ Việt Nam, được đánh giá tận 3 sao. Chúng ta có bảo hành 2 năm toàn máy và 12 năm của máy lén các bác nhá. Bảo hành rất lâu. Con này thì đặc biệt là sẽ có thêm các công nghệ nổi tiếng như các bác nhìn thấy này. BrewAG là công nghệ diệt khuẩn lên đến 99,99%, có ngăn đông mềm và Inventor tiết kiệm điện. Chúng ta cùng mở tủ ra xem nhé. Thiết kế rất đẹp và sang trọng mà nhá. Các bác mở tay nắm đây. Con này thì thiết kế chiều cao là 1m68 phủ bì, cao 1m68, sâu là 65, rộng là 60, sâu 65, rộng 60, cao 1m68. Dung tích của ngăn mát là 203 lít ở phía khoang trên. Chúng ta sẽ có thêm 1 này, 2 này, 3 này, khay kính này. Chịu lực rất tốt rồi nhá. Có một hộp nước. Hộp nước này thì đổ được 2,5 lít nước để các bác là làm đá tự động. Năm nay thì những dòng tủ nhỏ thế này đều, các bác bật cái này lên nhá, những dòng tủ nhỏ như thế này đều trang bị cho các bác là đá tự động rồi nhá. Các năm trước các bác mua dòng tủ nhỏ không có đá tự động đâu. Bảng điều khiển ở phía bên trong, cái bảng điều khiển này rất dễ sử dụng rồi nhá. Ở đây chúng ta có điều chỉnh nhiệt độ của ngăn mát này, điều chỉnh nhiệt độ của ngăn đông này. Đây là có bảng điều khiển, các bác nhìn thấy này. Ngăn trên này là ngăn mát này, dưới là ngăn đông này. Đây là khu hiển thị nhiệt độ này, chúng ta kích vào đây thôi là chỉ điều chỉnh nhiệt độ của ngăn mát. Đây là ngăn đông. Đấy, nhiệt độ các bác cứ bấm vào đây thôi, nó tăng giảm. Ở đây sẽ có chế độ là chế độ điều chỉnh nhiệt độ của ngăn đông mềm. Automatic là chúng ta auto ACE là điều bật cái chế độ đá tự động, phải đèn sáng rồi nhá. Và chúng ta có các chế độ khác nhau, ví dụ như là đèn sáng ở chế độ làm đá tự động hoặc off chế độ đá tự động đi, thì các bác nhìn cái đèn ở đâu mà các bác biết chế độ đó rồi nhá. Chúng ta sẽ có chế độ là 3 giây, tức là giữ trong vòng 3 giây thì chúng ta sẽ khởi động chế độ là làm đông nhanh. Giữ trong vòng 3 giây chúng ta làm chế độ đông mềm mới. Giữ trong vòng 3 giây chúng ta chế độ là làm sạch cái vệ sinh cho chế độ đá tự động, cho cái đường ống đá tự động mà nhá. Đấy là cái chế độ của tủ, rất đơn giản thôi. Còn không gian ở phía dưới thì tất nhiên rồi, có một ngăn rau củ quả rất chi là lớn ở đây. Ngăn rau củ quả lớn ấy, duy trì được độ ẩm tốt hơn, độ ẩm lên đến 99-90%. Các bác đậy lắp vào. Và phía dưới có một cái ngăn đông mềm, năm nay thì trang bị cho các bác một cái ngăn đông mềm rất to mọi người nhá. Ngăn đông mềm này thì rơi vào khoảng độ hơn tầm độ 30 lít. Ngăn đông mềm này khá lớn đấy mọi người nhá. À 25 lít thì mình nói các bác. Ngăn đông mềm này là 25 lít mọi người nhá.
gần 30 lít, 25 lít. Chúng ta có thể bỏ thực phẩm ở trong này là thịt, cá, các loại gà, các thứ, động phộng, các thứ để vào đây. Mang ra thái không cần phải giá đông. Đấy. Chúng ta có ngăn đông mềm bờ công nghệ Blue AG, diệt khuẩn và bảo vệ sức khỏe lên đến 99,99%. Lớn, cái dung tích của nó sẽ là lớn hơn 156 lần so với dòng BV280. Các bạn nhìn thấy những dòng dung tích mà cũng tương tự như thế này. Nhưng cái ngăn đông mềm nó bé. Đây. Cái ngăn đông mềm nó bé xíu này. Các bạn nhìn thấy nó bé xíu ấy. Tầm tí này thôi. Nhưng năm nay thì nó làm cho các bác cái ngăn đông mềm to như này. Đây. Găng tay, lúc trước thế này thôi. Đây, găng tay. Đấy. Ngăn đông mềm to hơn. Ở cánh tủ thì trang bị cho các bác là thêm 1, 2, 3 khu vực chứa đồ. Đây, khu vực chứa đồ. Rất rộng. Đây cũng thế. Có thêm để trứng nhá, con nào cũng để trứng. Con này thì không có lấy nước bên ngoài. Các bác nhá, không có lấy nước ngoài. Các bác nhìn thấy những cái dòng tủ như là BV331, con 331G, con GPKV thì có đá tự động. Và con VKVN cũng có đá tự động, nhưng con này con CPKV thì không có, đầu C không có lấy nước bên ngoài các bác nhá, có đá tự động thôi. Đấy. Không gian ngăn đá ở phía dưới là không gian ngăn đá có 97 lít chung. Và chúng ta có thêm một hộp là Auto ACE. Đây là khu vực chứa đá tự động, các bác chỉ cần rút ra thôi. Đem dán băng dính rồi. À, các bác chỉ rút ra, không được đổ nước vào đây làm đá thôi nhá. Cái không gian ở đây thì các bác chỉ để chứa nước, chứa đá thôi. Đấy, các bác, đây băng dính này các bác rút ra. Không gian đây thì các bác chỉ để chứa đá thôi nhá. Đầy đá thì tự động nó ngắt. Và mọi người chỉ cần rút ra lấy đá, đậy vào lại có đá. Và nước ở bên trên thì bảo là có nước là được. Phía trong gian bên trong thì có thêm các khu vực hộp ngăn kính cường lực. Cường lực, đây là hộp chứa, các bác rút ra, đem dán băng dính thôi. Đây là rau củ quả nhá, các bác rút ra, rất giọt, rất to, hơn một găng tay của em. Tầm độ là 25cm cho cái ngăn này. Ngăn cánh thì không có khu vực nào lấy hộc nước cả, hay là không có vực nào để thêm. Chúng ta có tổng quan của con tủ này thì rất chi là hiện đại với cái giá thành nó rẻ. Thiết kế lại đẹp với phần ngăn cách bằng một lớp bạc nhé. Tay nắm thì chúng ta mở đây. Đấy mà nhá. Con này thì có thể mở đây. Đấy, đều có tay nắm. Và riêng sườn này cũng có tay nắm. Hai tay nắm thì các bác mở. Khá chi tiện lợi. Với con tủ này thì chúng ta sẽ có các cái công nghệ nổi tiếng mà em có thể báo cho mọi người. Đây. Ví dụ như là Blue AG bảo vệ thực phẩm như em nói rồi. Chúng ta có Firefresh cộng bảo vệ cá, thịt, đông mềm ở nhiệt độ âm 3 độ C. Giữ thực phẩm tươi ngon hơn nhờ ngăn đông mềm. Có cảm biến AI Ecolabi giúp cho hoạt động trong bộ, trong khi bộ vi xử lý phân tích các điều khiển sử dụng bên ngoài. Ở con này thì hiện tại BEO đang bán giá vô cùng là hợp lý với cho các bác. Với dung tích là 300 lít, giá hiện tại đang bán là 13 triệu 210. 13 triệu 210 thì các bác được bảo hành thêm 1 năm nữa mọi người nhé. Tức là chúng ta bình thường bảo hành 2 năm thì đây em bảo hành cho các bác 3 năm tại nhà. Chính hãng 3 năm tại nhà và đổi mới cho mọi người trong 30 ngày nếu có lỗi của nhà sản xuất. Với giá là 13 triệu 210. Còn các bác nào muốn bảo hành 2 năm như bình thường của hãng bên bảo hành thì trừ thêm 400 nghìn nữa đi là còn 12 triệu 810. 12 triệu 800, tức là 12 triệu 800 đi. Là BM sẽ giao hàng vận chuyển lắp đặt miễn phí trong vòng bán kính 20 km từ bên Ecomark Đông Anh đi. Các bác ở xa hơn thì có thể mất thêm 100-200 nghìn tiền phí vận chuyển nữa. BM tính từ cây 21 có tính 10 nghìn đồng một cây. Ok, các bác nào đặt hàng nhanh tay liên hệ với siêu thị tại website ecomark.vn hoặc đến trực tiếp ở hai showroom Ecomark Đông Anh Hà Nội và Ecomark Mê Linh Hà Nội để đặt hàng rồi nhé. Ok, xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các bác trong những video clip tiếp theo.